Sơn Tùng MTP lộ diện trước truyền thông sau drama trà xanh, cực bánh bao và bình tĩnh. Lùm xùm drama chia tay giữa Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm những ngày vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Dù chưa một lần lên tiếng nhưng từng động thái của hai nhân vật chính đều được cư dân mạng canh me và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Sau những ồn ào chưa có dấu hiệu lắng xuống, chiều tối ngày 27 tháng 1, Sơn Tùng đã mở họp báo, lần đầu xuất hiện trước truyền thông trong buổi họp báo ra mắt MV Skyler. Giữa loạt drama trà xanh đang diễn ra trên mạng xã hội. Chính vì vậy, sự xuất hiện trong lần ra mắt sản phẩm âm nhạc ngay đầu năm 2021 khiến cho không chỉ người hâm mộ và truyền thông vô cùng quan tâm. Được biết, ngay trước khi vài tiếng sự kiện diễn ra, đơn vị truyền thông cho sự kiện cũng đã gửi thông báo về quy định tác nghiệp tại sự kiện cực kỳ gắt gao. Cụ thể, mỗi đơn vị báo chí chỉ có duy nhất một người đại diện đến tham dự. Thông tin về người tham dự cũng phải đăng ký trước rõ ràng. Các nhà báo, phóng viên đến tham dự sự kiện cũng được yêu cầu không mang theo thiết bị ghi hình, máy quay phim, máy chụp ảnh. Đồng thời, không được chụp ảnh, quay phim trong suốt sự kiện diễn ra. Toàn bộ hình ảnh và thông tin về sự kiện sẽ được đơn vị truyền thông cung cấp riêng. Đơn vị truyền thông trên cho biết các quy định trên được đặt ra vì nguyên nhân bất khả kháng và để đảm bảo an toàn cho anh chị phóng viên cũng như khách mời tới sự kiện. Đúng 19 giờ, Sơn Tùng xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài bảnh bao đúng chuẩn chủ tịch. Anh tỏ ra thoải mái và bình tĩnh trước loạt lùm xùm đang rầm rộ khắp nơi. Đặc biệt, trong clip phát lên tại chương trình, Sơn Tùng có trải lòng gây chú ý về cuộc sống của anh. Cụ thể, Sơn Tùng nói, Tùng không muốn đi lại những con đường mình từng đi. Tùng không muốn làm lại những thứ mình từng làm. Nó làm mình hưng phấn hơn, thích thú hơn. Tùng nghĩ sự thay đổi là điều rất cần thiết trong cuộc sống này để chúng ta trở nên tốt hơn. Khi chúng ta còn bé, chúng ta luôn muốn trở thành siêu anh hùng để bảo vệ những người chúng ta yêu thương. Tùng cũng thế mà thôi. Mặc dù không hề nhắc đến chuyện tình ái, nhưng những chia sẻ của Sơn Tùng khiến người hâm mộ quan tâm và bàn tán. Còn nhớ vào đêm rạng sáng ngày 20 tháng 1, nghi vấn Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm chia tay vì một nhân vật trà xanh khiến cư dân mạng không thể ngủ nổi. Rồi sau đó thì dấy lên tin đồn, nhân vật trà xanh ấy không ai khác chính là Hải Tú, nữ chính MV chúng ta của hiện tại và cũng chính là diễn viên độc quyền của MTP Entertainment. Trước đó, Sơn Tùng MTP đã có lời chia sẻ đầy ẩn ý trong một sự kiện âm nhạc vừa qua. Anh nói, chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề suy nghĩ. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không, không thể ở bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em. Drama lại tiếp tục nổ ra khi nam ca sĩ unfollow Thiều Bảo Trâm cũng như không lên tiếng bất kỳ điều gì để bảo vệ gà cưng Hải Tú. Thậm chí, Sơn Tùng còn xóa cả dòng trạng thái đăng cách đây 7 năm khi ám chỉ về tình yêu giữa anh và Thiều Bảo Trâm. Tính ra thì chỉ mới tròn một tuần sau khi xảy ra drama trà xanh, nhưng hậu quả mà nó mang lại là không hề ít. Hình ảnh của Sơn Tùng MTP chắc chắn đã bị ảnh hưởng, dù có thể nó chưa là gì so với vị thế ngôi sao hạng A mà nam ca sĩ xây dựng bao năm. Tuy nhiên, khi nhìn vào những con số thực tế để phản ánh về sức ảnh hưởng của vụ việc, thì tổn thất mà Sơn Tùng đang phải chịu là không hề nhỏ một chút nào. Lượng fan giảm đi là có thật, sự chỉ trích dành cho anh chàng cũng đang tăng cao. MV mới nhất của Sơn Tùng là Chúng ta của hiện tại bất ngờ bị dội dislike. MV đi ngược lời khen, tung hô, bỗng dưng hóa thành hố đen khi bị ném đá thậm tệ. Âu cũng bởi vì MV Chúng ta của hiện tại chính là màn kết hợp, một số người thì bảo là nơi bén duyên yêu đương của Sơn Tùng MTP và nàng trà xanh tinh đồn Hải Tú. Con số dislike của MV này cứ tăng chóng mặt. Tiếp đó, kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ đã mất hơn 10.000 lượt theo dõi. Điều đó đã cho thấy phản ứng không hài lòng của không ít khán giả. Những người đã yêu mến và theo dõi kênh YouTube của Sơn Tùng MTP, nhưng sau sự việc trên thì đã rút lại nút theo dõi. Không chỉ thế, netizen tràn vào đánh giá một sao fanpage công ty của Sơn Tùng MTP, lại còn có nhiều lời chỉ trích. Đa số ý kiến giải thích cho việc post một sao đều đến từ việc gạt cưng Hải Tú. Dù đang phải nhận rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng, nhưng phía công ty hay người đại diện là Sơn Tùng MTP không hề có phản ứng nhằm bênh vực gà nhà. Ngoài ra, mạng xã hội tràn ngập bình luận chỉ trích Sơn Tùng, rút anti mọc lên như nấm, bàn luận rôm rã về drama này. Đi kèm với đó là những bình luận ném đá kịch liệt khi cho rằng Sơn Tùng MTP chỉ có tài năng, còn hành động trong chuyện tình cảm thì đáng bị lên án. Có thể nói, trong suốt hơn 7 năm sự nghiệp thì đây chính là scandal lớn nhất mà Sơn Tùng MTP vướng phải, và đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ phải đối diện với ồn ào về đời tư tình cảm. Không chỉ đơn thuần khiến nhiều fan rời xa anh chàng, nhận về không ít bình luận ném đá chưa từng thấy, mà nó còn ảnh hưởng khá nhiều đến sự nghiệp âm nhạc của chính nam ca sĩ.